Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sao Hoa Hàn để cùng nhau cập nhật những thông tin hot nhất về các ngôi sao hoa ngữ và Hàn Quốc. Ngày hôm nay có thông tin gì đáng chú ý? Hãy cùng mình theo dõi nhé! Tiểu hoa đán xe biết gặp hạn cuối năm, dương mịch bị trà xanh mỉa mai, triệu lấy dĩnh Angela Baby vướng bê bối rửa tiền đạo nhái. Suốt một tháng qua, làng giải trí sứ trung liên tiếp đón nhận loạt tin tức ồn ào. Điều đáng nói là những nhân vật liên quan đến các vụ lùm xung vừa qua đều là những tiểu hoa đán thuộc thế hệ sinh sau 1985. Truyền thông tốn giấy mực, nơi netizen bàn tán ồn ào khắp mạng xã hội. Tất cả đều khiến cho các nghệ sĩ đau đầu trước những scandal từ trên trời rơi xuống. một Dương Mịch bị đàn em trà xanh, dở chiêu trò đàn áp Tháng 11 vừa qua, bộ phim Học chiều Phu Nhân do Dương Mịch và Trần Vĩ Đình đóng chính lên sóng, thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía người hâm mộ. Tuy nhiên, ngay những tập đầu tiên lên sóng, Trần Tiểu Vân, nữ phụ của bộ phim đã có phát ngôn gây tranh cãi, cố tình ca khịa khen đều Dương Mịch đàn bắt đầu nổ ra khi trên mạng xã hội, nhiều netizen dành tặng lời khen cho vai diễn của mỹ nhân họ Trần. Cả bộ phim thì bạn là điểm sáng duy nhất. Xem người khác tôi thấy thật gượng gạo. Đáp lại lời khen này, nữ diễn viên như ý chuyện bỗng dưng nhắc đến Dương Mịch. Cảm ơn mọi người đã yêu thích tôi. Chị Mịch là diễn viên nghiêm túc với nghề và rất nỗ lực, chăm chỉ. Dương Mịch là thần tượng trong lòng tôi. Được đóng phim với chị ấy là niềm vinh hạnh cho tôi. Vì bình luận này mà Trần Tiểu Vân bị chê là é quý thấp, trà xanh, thủ đoạn. Rõ ràng những lời khen trên mạng xã hội đều không nhắc đến tên của Dương Mịch, nhưng người đẹp họ Trần vẫn thản nhiên gọi tên đàn chị. Một vài netizen nhận xét, cô Tiểu Vân khen Dương Mịch mà cứ như đá xéo mỉa mai Dương Mịch diễn xuất gượng gạo vậy. 2. Triệu Lệ Dĩnh dính dớp đạo nhái, danh tiếng bị ảnh hưởng Một lùm xùm khác mới xảy ra tối ngày hôm qua mùng 5 tháng 12 khiến Triệu Lệ Dĩnh bị dẻo tên khắp mọi nơi, đó chính là việc poster bộ phim Ai là hung thủ bị tố đạo nhái. Netizen nhận ra đoàn làm phim cố tình bắt chước poster Lê Cán Hay, một bộ phim Nhật Bản ra mắt năm 2012. Từ tạo hình cho tới phong cách chụp ảnh, poster phim của Triệu Lệ Dĩnh giống phim Nhật tới 99%. Dù rằng đây là lỗi của đoàn phim, nhưng vì là diễn viên chính, lại là ngôi sao đắt giá nhất của phim, Triệu Lệ Dĩnh trở thành nhân vật hứng chịu mọi lời chỉ trích đám tiếu. Trước giờ vàng phim lên sóng, đoàn làm phim Ai là hung thủ đã phải đăng bài viết xin lỗi, nhận sai vì bê bối đạo nhái trắng trợn. Không ít netizen bày tỏ cảm thấy thất vọng, đòi quay lưng không muốn xem hàng nhái. 3. Ba, Angela Baby tháo chạy khỏi công ty rửa tiền Ngày 28 tháng 11, xe buýt xôn xao trước thông tin tỷ phú casino Alvin Châu bị bắt khẩn cấp vì loạt tội danh đánh bạc xuyên quốc gia, rửa tiền. Scandal của tỷ phú này trực tiếp ảnh hưởng tới hai cái tên là công ty giải trí Thái Dương Xuyên Hòa và Angela Baby. Được biết, Anvin Châu là chủ của Thái Dương Giải Trí, được cho là công ty chống lưng của Thái Dương Xuyên Hòa. Năm 2020, An Alvin Châu vướng nghi án rửa tiền, làm giấy lên tin đồn Thái Dương Xuyên Hòa cũng có hành vi phạm pháp tương tự. Điều đáng nói, Angela Baby, nghệ sĩ vốn là gà cưng của Thái Dương Xuyên Hòa bất chợt bị đào lại động thái chạy thoát thân khỏi công ty chủ quản. Tháng 7 năm ngoái, khi găng đàn sửa tiền của An Vinh Châu khiến Thái Dương Xuyên Hòa bị déo tên, các nghệ sĩ lần lượt rời đi, trong đó có Angela Baby. Mỹ nhân Vân Trung cá chia sẻ thông cáo báo chí về việc kết thúc hợp tác với Thái Dương Xuyên Hòa. Không chỉ vậy, Huỳnh Hiểu Minh cũng nhanh tay rút vốn khỏi công ty. Điều này càng khiến cho netizen thắc mắc và đặt nghi vấn, phải chăng Thái Dương Xuyên Hòa thực sự xảy ra chuyện? Thời điểm trước khi An Vinh Châu bị bắt khoảng một tuần, Angela Baby thông báo mình đầu quân cho công ty giải trí Duyệt Khải. Điều này càng khiến người hâm mộ đặt câu hỏi phải chăng bà xã Huỳnh Hiếu Minh có liên đối tới bê bối của công ty vì sợ vướng rắc rối nên cao chạy xả bài trước.